Nha. Hôm nay là ngày 22 tháng 2 dương lịch mọi người ạ. Thì là Bảnh hôm nay Bảnh sẽ công bố cái doanh thu của YouTube cho mọi người biết về cái doanh thu của YouTube như nào. Bảnh chơi YouTube là như nào? Từ cái video bất ngờ độ doanh thu của có ảnh của em Phạm Tuấn này để đi đeo ngọc này, thì là Bảnh bắt đầu bảo Bảnh quan tâm đến cái YouTube hơn. Thì là Bảnh chơi YouTube là như nào? Bảnh chơi YouTube để Bảnh đăng những cái video đời sống hàng ngày của Bảnh lên cho mọi người xem, những ai yêu mến Bảnh xem. Còn Bảnh chơi Facebook thì Bảnh đăng những hình ảnh của Bảnh lên hàng ngày mọi người nhé. Thì bây giờ Bảnh sẽ sáng ngày hôm nay là 22 tháng 2 dương lịch, thì là ngày của YouTube trả lương, thì là nhắn tin vào cho điện thoại Bảnh rồi, trả lương cho Bảnh rồi. Thì là bây giờ Bảnh và em Phạm Tuấn và Tấn đây sẽ là người đi quay cảnh Bảnh sẽ đi rút tiền lương của tháng 1 YouTube để xem là bao nhiêu. Bảnh công bố với mọi người luôn là YouTube là trả lương Bảnh bao nhiêu tiền một tháng mọi người nhé. Mọi người nhé, đây lấy đi em. Bây giờ là cùng Bảnh đi ra ngân hàng Vietcombank ở Sơn chuyển ra ở chỗ Đình Bảng rồi. Giờ cho chỗ Đình Bảng quay xem là tháng này Bảnh được bao nhiêu, thì là Bảnh cho mọi người biết luôn làm được bao nhiêu mọi người nhé. Bảnh chơi cái YouTube này là cái phần mềm này thì là Bảnh chơi thôi, chứ còn công việc của Bảnh thì Bảnh nhiều công việc khác. Cái này chỉ là Bảnh vui chơi, Bảnh quay video hàng ngày Bảnh lên mạng thôi, chứ còn công việc của Bảnh là công việc khác. Thì là cái YouTube này á có cái gì đâu, mình cũng có Bảnh có phải đầu tư gì đâu, thì là quay cái video về Bảnh thôi mà đăng lên Đời lên sống mạng hàng ngày. là đời sống hàng ngày cho mọi người xem thôi. Thì là cứ thế mà YouTube ở Mỹ ông Google AdSense giả lương cho Bảnh đấy. Thì là cái tiền lương đấy thì là Bảnh cũng chỉ để cho em Phạm Tuấn dùng cái tiền đấy để trang trải và đi học, để đóng học thôi mọi người nhé. Thì bây giờ mọi người cùng Bảnh đi ra cái ngân hàng Vietcombank để rút tiền cùng Bảnh mọi người nhé. Tiết lộ luôn, Bảnh tiết lộ luôn. Bảnh Bảnh quan trọng gì đâu mà tiền nào Bảnh không quan trọng. Bảnh công việc khác. Còn đây là nhiều người hỏi về cái vấn đề doanh thu, nhiều người hỏi về vấn đề doanh thu của Facebook của YouTube của Bảnh là như nào. Sau Bảnh cũng sẽ có cái doanh thu của YouTube của Facebook như nào, Bảnh cũng sẽ bảo với mọi người như thế luôn mọi người nhé. Mọi người chơi phải được như ở nhà này mới lại gọi là chơi mọi người nhé. Hay Đi 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 đi, anh em Bảnh bắt đầu đi ra ngân hàng để lấy tiền YouTube này trả lương nhá mọi người nhá. Đi đi trả lương nhá. Còn đây là nhà Bảnh đang 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 đang, đang xây vớ vẩn cái tiền YouTube này để xây xây cả được nhà cũng nên mọi người ạ. Chỉ là cái trò chơi thôi mà, chỉ là cái trò chơi video bình thường thôi mà vớ vẩn xây được cả nhà cũng lên mọi người ạ. Đi các em đi, đâu chìa khóa ô tô ai cầm chưa, anh cầm rồi, cầm ví anh chưa rồi, đi rồi. Đây anh em Bảnh bây giờ đang là 2:13 ngày 22 tháng 2 dương lịch. Anh em Bảnh đang trên đường đi ra ngân hàng Vietcombank xem ông Google AdSense giả lương Bảnh tháng 1 vừa qua giả bao nhiêu tiền mọi người nhá. Đây ông ấy đã bảo thanh toán rồi đây. À, sáng nay thì ông ấy gửi mail về cho Bảnh là kiểm tra thanh toán gần đây. Chúng tôi gửi thanh toán cho Âu và Alexen vào ngày 21 tháng 2, hôm nay là 22 tháng 2 rồi nhá mọi người nhá. Còn đấy, vì bây giờ Bảnh Bảnh sẽ ra nhận tiền lương tháng này xem được bao nhiêu tiền mọi người nhá. Bảnh sẽ công bố với mọi người luôn. Là chơi cái trò chơi 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 cái chơi cái chơi cái YouTube này rất chi là thú vị luôn mọi người ạ. Mà lại có được cả tiền. Nhưng Bảnh không quan trọng tiền đâu, Bảnh công việc của Bảnh là việc khác. Còn những cái việc YouTube này chỉ là quay lên để cho mọi người xem thôi mọi người nhé. Đây sắp đến ngân hàng rồi đây. Anh ngân hàng cái con Bảnh ở từ sân Bảnh giờ nó chuyển ra cái chỗ Đình Bảng này đẹp lắm mọi người ạ.
Dạ, em có ạ. Em muốn rút tiền cái mà cái số tiền mà người ta vừa chuyển cho em lúc sáng nay ấy. Em rút cái số tiền đấy ra. Đây số tiền này. Thôi đừng cho tôi xem số tiền rồi. Đâu như là biết nè. Như là sáng nay người ta chuyển vào cho em bao nhiêu tiền này? 451.934.000 và em rút luôn từ đấy luôn. Thì bây giờ em rút 450 triệu đi. Đây chị viết cho em. Ký hai cái này. Ký tiếp em mình ký này. Anh vừa ký cái gì ấy? Không biết, ký là hai chữ ký. Đúng rồi đấy. Ra quầy số 11 lấy tiền ạ. Chứ mình chưa ở đâu ạ? Vâng. Đang đi quay cho mọi người biết cái vấn đề UV này. Xem suốt ngày xem kênh của em, hôm nay mới nhìn ra ngoài. Em cũng đang làm cái video đi lấy cái tiền của UV của UE Arisen giả đấy. Tháng này đấy. Quay cái này dừng. Cái gì đây? Ký ấy. Bảng kê chi tiền mặt. Chơi kia mất tiền mặt đó. Bảng kia thiếu tiền mặt. Đâu ký đâu ký đâu. Ký tên anh hay ký tên em? À ký tên cái. Tôi ký em. Người đặt chậm luôn. Ký lại phát lễ cho người xem. Do bút hết mực mọi người nhé. Người đẹp ký cũng đẹp nha. Đếm 100 tờ là 50 triệu luôn. Đây là có theo CD không anh? Tổng là bao nhiêu tờ? 900 tờ. 950 tờ, 900 tờ. Chín trăm tờ 500.000 mọi người ạ.
Được nhờ cả thủ thưởng như này. Được thưởng. Đây đây mọi người. Lú luôn. Tại mọi người cứ xem ảnh là mảnh được cưng này hiện đây mọi người. Tại mọi người đấy. Em về đây. Chào anh đây. Chào anh chị nhờ. Rút được tiền YouTube mà mình quay luôn cái cạnh. Mình lên có cái họp từ thiện mọi người ạ. Từ thiện luôn mọi người nhé. Bảnh đã đi rút tiền về rồi đây mọi người ạ. Đây. Được 9 cộng này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đấy thì tin nhắn lương YouTube hôm nay trả lương cho Bảnh là được 19.529 đô. 19.529 đô. Thì ta rút được ngày tiền đây. Tiền này để cho em Phạm Tuấn đang học nhá. Tuấn đi học học nước học mã học được không? Học được không? Được. Học ở đấy nhá. Đấy tiền này đúng không? Còn tiền này hôm nay là 24 tháng 2 này cũng là sinh nhật của em Phạm Tuấn. Thì tiền này để sinh nhật nhá. Còn 100 triệu này thì cho thằng quay phim. Cho thằng quay phim. Em xin ạ. Còn cái này thì để anh em mình chi tiêu. Còn tiền cho mẹ thì tiền cho mẹ, tiền anh đầy tiền rồi thì cho tiền cho mẹ. Tiền anh em tiêu gì tiêu. Để biết ở đây tiêu vặt ai nhà mình mua gì thì biết được đầu tiền. Anh giúp làm tiêu nhá. Em ấy được. Thế thôi. Thì là chào tất cả mọi người nhá. Thì là Bảnh cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi những video của Bảnh, mà cũng chỉ vì mọi người xem Bảnh thôi mà Bảnh được nhận được những số tiền này đấy mọi người ạ. Hay là như nào nhỉ? Hay là mình đang lên một ý tưởng nhỉ? Hay là mình lên một ý tưởng nào mình, hay là Bảnh sẽ nghiên cứu xem có một bộ phim nào để Bảnh đóng một bộ phim nữa đi. Bảnh đóng một bộ phim nữa đi, Bảnh đóng bộ phim này sẽ dài tầm độ 18-20 phút. Để Bảnh tính đã. Sẽ có bộ phim mới cho mọi người xem cho nó rực rỡ mọi người nhá. Chúc tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Nhiều tiền. Như Phạm Tuấn mọi người nhá. Giỏi như Phạm Tuấn nữa nhá. Ok.